Đâu nó có phục vụ mẹ chồng tốt không, rồi có chia sẻ mẹ chồng này kia gì không? Cháu thì nói thật là cháu nó cũng mới lớn lên thì nhiều cái cháu nó cũng không có được ham hiểu biết cho cháu lắm. Thì mình đã chấp nhận con mình rồi thì mình phải về thì từ từ mình uất nắn, từ từ mình dạy. Thì thực sự là anh chị Thuy cũng có lời nhắn nhủ với tôi rằng là thực sự là em gửi gắm cháu lên anh chị là cháu hẳn còn non nớt thì cũng nhờ anh chị thì giáp dạy bảo thêm nhiều. Ở nhà thậm chí khi cơm cũng chưa biết nấu. Thì về nhà anh chị cố gắng thì dắt cháu thêm. Thì vừa rồi thì anh chị Thuy yên tâm. Về làm dâu thì tôi thì đã xác nhận là xác định là làm dâu một con tôi rồi. Thì từ từ thì tôi sẽ dạy bà thủ nắn dần. Nhưng mà em về nhà chồng á, cái điều mà em lo lắng nhất là cái gì? À, em sợ là em không biết làm á, nhưng mà mẹ chỉ hết, cái gì mẹ cũng chỉ hết. Chồng em có phụ không? Dạ có, chồng hướng dẫn làm. Con là cái con này nó cũng lệnh mẹ dữ lắm. Động cái gì cũng mẹ, động cái gì cũng mẹ. Nên là mẹ vừa là mẹ mà cảm thấy là nó y như là bạn ấy, cũng hòa đồng cũng dễ. Vậy chắc biết hết sở thích đồ của mẹ đúng không? Tại vì cũng quen biết Tại biết trước lâu mà cũng qua lại nhà nhiều lần, cho nên là nhà có không có việc, có đám có tiệc hai bên cô dì chú bác cái gì khá là cũng quen biết rồi, cho nên là nó cũng đỡ không có ha. bỡ ngỡ. Chào hai mẹ con. Chào mẹ chồng nàng dâu, dễ thương quá, mẹ chồng đỡ váy áo cho con dâu ha. Bây giờ thì xin mời mẹ chồng giới thiệu về mình. Dạ trước hết thì xin chào em Thi Quyền Linh, chào em Thi Lê Ngọc. Dạ chào cô. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Thoa, đến từ Long Giang, Bến Cầu, Tây Linh. Năm nay 54 tuổi. Dạ. Từ Tây Ninh hả? Dạ, đây là con dâu ạ. Trước tiên xin chào chú Quyền Linh, chị Lê. Con tên là Lê Hệ Kim Chi, năm nay con 18 tuổi. 18 tuổi hả con? Ôi, 18 tuổi, vậy là mới làm dâu của mẹ thôi đúng không? Dạ. Đừng nói làm dâu 3 năm rồi mẹ nha. Trời ơi, chú trẻ măng vậy. Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Cái này nó bậy, ta lấy chồng thì nói chi vậy chứ. Ừ, lấy chồng vui thấy mồ đúng không em? Đúng rồi, lấy chồng vui mà ha. Cô ơi, cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu á, thì mẹ chồng cảm nhận gì về cô con dâu quá trẻ này? Dạ, lần đầu tiên thì gặp cháu thì thực sự là cũng ấn tượng. Cháu là cũng là hiền lành, thấy nó cũng ngoan. Hai cháu nó quen nhau thì cũng nhờ dì cháu mai mối. À, dì mai mối hả? Dạ. Tưởng đâu chương trình bạn mua hẹn hò mai mối. Hai bên qua lại thì cũng đi đi lại lại thì cũng thấy cháu thì nó cũng ngoan, cũng hiền, cũng dễ thương. Con này thực sự là cũng thương chồng cơ lắm, nhưng mà chắc khoảng tầm khoảng gần 1 năm á, con trai thì mới thực sự tiến tới đậm đà, chứ còn lúc đầu thì cũng hơi lạnh. Con này thì cháu nó cái là nó cũng mê chồng, yêu chồng lắm. Ồ, mê chồng. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng á, em có ấn tượng điều gì không? Dạ mẹ nhìn mẹ nhỏ nhắn mà mẹ hiền lắm chị. À, lần đầu tiên gặp mẹ là ở dưới nhà dì á, mẹ bảo nấu thử cho ba ăn xem nào. À, tức là thử tay nghề trước á đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó mình biết nấu ăn chưa? Dạ chưa. Ôi chết rồi. Ôi sao? Con có nấu ăn luôn hả? Dạ không, tại con nghỉ học rồi con đi làm. Ở con chỉ biết nấu sơ sơ. Rồi lúc đó trả lời mẹ làm sao? Thì cứ ráng đi nấu. Nấu món gì? Hôm đó chỉ nấu cơm với lại là nấu canh á. Canh chua với lại là... Chua hả? Dạ. Nó chua không? Chua chứ. Để chua rồi. Đâu ăn này sống nhưng mà cũng cảm thấy vẫn ngon. À cũng ngon, mà được, vậy là được rồi. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Sau đó thì về làm dâu. Con dâu nó có phục vụ mẹ chồng tốt không, rồi có chia sẻ mẹ chồng này kia gì không? Cháu thì nói thật là cháu nó cũng mới lớn lên thì nhiều cái cháu nó cũng không có được ham hiểu biết cho cháu lắm. Thì mình đã chấp nhận con mình rồi thì mình phải về thì từ từ mình uất nắn, từ từ mình dạy. Thì thực sự là anh chị Thuy cũng có lời nhắn nhủ với tôi rằng là thực sự là em gửi gắm cháu lên anh chị là cháu hẳn còn non nớt thì cũng nhờ anh chị thì giáp dạy bảo thêm nhiều. Ở nhà thậm chí khi cơm cũng chưa biết nấu. Thì về nhà anh chị cố gắng thì dắt cháu thêm. Thì vừa rồi thì anh chị Thuy yên tâm. Về làm dâu thì tôi thì đã xác nhận là xác định là làm dâu một con tôi rồi. Thì từ từ thì tôi sẽ dạy bà thủ nắn dần. Nhưng mà em về nhà chồng á,
Cái điều mà em lo lắng nhất là gì? À, em sợ là em không biết làm á, nhưng mà mẹ chỉ hết, cái gì mẹ cũng chỉ hết. Chồng em có phụ không? Dạ có, chồng hướng dẫn làm. Con là cái con này nó cũng lệnh mẹ dữ lắm. Động cái gì cũng mẹ, động cái gì cũng mẹ. Nên là mẹ vừa là mẹ mà cảm thấy là nó y như là bạn ấy, cũng hòa đồng cũng vậy. Dạ, vậy chắc biết hết sở thích đồ của mẹ đúng không? Tại vì cũng quen biết. Dạ, tại biết lâu. Trước lâu à. Mà cũng qua lại nhà nhiều lần, cho nên là nhà có không có việc, có đám có tiệc hai bên cô dì chú bác ấy thì khá là cũng quen biết rồi. Dạ. Cho nên là nó cũng không có bỡ ngỡ. Dạ. Con thấy con hợp điều gì với mẹ chồng con? Dạ, đi mua đồ. Mua đồ nấu ăn. Con dâu thì cứ sáng đi làm rồi chiều về thì ba mẹ chồng ở nhà cơm nước dọn dẹp xong hết rồi, về thì con đi tắm để ăn cơm thôi. Thứ bảy chủ nhật cháu được nghỉ thì hai mẹ chồng đi dọn dẹp thì mua sắm, thì nói chung là chưa biết làm nhưng mà cũng ham học hỏi. Con để ý gì nè cô, mấy nàng dâu trẻ thường là khéo léo hơn, tức là có nhiều người á khi mà họ về nhà chồng á, cái tính của họ đối nghịch với tính của mẹ chồng, nên là nhiều khi có những chuyện xảy ra cái mặt ụ mài trâu. Còn cái cô này như nãy cô giới thiệu là hay định mẹ lắm, hay rất khéo. Dạ, không biết là em định bằng cách nào có thể chỉ cho chị không để mốt chị lấy chồng. Chị không biết. Chung là cái gì mẹ la em cũng cười mà em. À, cứ la là cười hả? Bất cứ chuyện gì cái là nó cũng mẹ không. Chuyện gì nó cũng mẹ. Dễ thương mà. Vợ chồng nó có cái gì cái cũng mẹ. Mẹ lúc mấy giờ mẹ giận đến mấy thì mẹ cũng nguôi hết, cũng nguội hết à. Giận thường mình mẹ có nhào vô ôm mẹ này kêu không. Sáng ra bắt đầu đang nằm tập thể dục giữa nhà, nó ra nó ôm ôm đè người tôi. Mẹ mới dậy giường cái chưa đánh răng rửa mặt cái nó ôm chầm mẹ luôn. Mẹ trời ơi con này đẹp bụng mẹ, đẹp bụng mẹ rồi. Vậy nó dễ thương mà. Chính là những điều đó rất là đáng yêu luôn ha. Rồi con với mẹ giống như hai người bạn luôn hả? Dạ. Con có hay giỡn đùa với mẹ gì không? Dạ có. Xuyên ra à? Giỡn gì? Trời ơi, nó hay cợt đùa lắm trời ơi. Em làm gì, em làm gì, em giỡn với mẹ làm sao? Em hay là mẹ em rờ đủ hay ghét rồi hay. Con dâu thường hay sợ tim. Đó, trời ơi, xuyên ra. Trời ơi, vậy hả? Tới nào ngờ tivi, coi tivi với mẹ cũng hơi sợ. Trời ơi. Thôi dễ lắm, tâm lý mà cũng thoải mái, nó sống tình cảm lắm. À dạ. Thì hai ba bữa cái là ngồi cao kê cùng với ba chồng mẹ chồng luôn. Dạ. Thấy nó vô tư, nó thoải mái, ngồi nhiên lắm. Rồi có hai đứa có khi nào cãi nhau trước mặt mẹ không? Chưa. Có lần con xài điện thoại, số điện thoại mới, cái con nhắn tin cho chồng con. Xong rồi cái lại giục cái sim đó đi. Cái không nhớ cái số của nó. Cái nhìn trong điện thoại thấy nhắn tin vợ chồng chồng. Cầm chạy ra mát mẹ. Mát mẹ, cái mẹ con. Mẹ la cho chồng chặn, xong rồi cái trật đó. Thôi mẹ ơi, hình như số điện thoại của con. Trời đất ơi. Mém chung xíu rồi là có chuyện rồi. Mém chuyện gì nữa mẹ chồng? Ngoài chuyện đó nó mém chuyện gì nữa không? Nhiều lắm, chuyện gì nó cũng tâm sự, nó cũng mém mẹ chồng không. Chồng nó có làm gì cái bắt đầu chạy ra lại. Mẹ, chồng con thế này, chồng con thế nọ, chồng con thế kia. Và trời ơi, y như con nít. Yeah. Nhưng mà cô có cảm thấy là cô với con dâu mình chưa hợp nhau điểm nào không cô? Chưa hợp thì cô cũng thấy là nhiều cái thì cũng cô suy nghĩ trong lương tâm cô là trẻ em thì nó mới lớn lên thì nhiều cái nó cũng bỡ ngỡ, nhiều cái nó chưa biết lắm. Thế nhưng mà trong lương tâm cô nghĩ là thôi để từ từ để dạy út nó em dần. Lúc tôi cũng suy nghĩ rồi bảo là trời ơi con này không biết là nó có phải đi về nhà chồng hay là về thoải mái hơn nhà mẹ ruột nó vô tư thoải mái. Nó có giặt giũ quần áo gì cho mẹ chồng không? Dạ, ở nhà ba mẹ chồng giặt cho hết. Giặt hết luôn. Quét dọn nhà cửa gì phụ mà mẹ chồng cháu thì sáng sớm đó cháu đi làm thì chiều tối nó mới về về nhà là con đi tắm rửa rồi ba mẹ nấu cơm rồi thôi, khi nào mà chưa có xong thì cháu nó phụ, còn không thì đa số là cứ là tắm rửa rồi ăn cơm. Mà mẹ chồng làm hết không? Cũng biết rửa chén thì có rửa thôi hả? Yeah. Thì ai làm đâu ai ta. Trước khi chưa đi cưới dâu về thì trời ơi, bà này bà cưới dâu về chắc được nhờ tôi đấy. Ai thì thực sự là phục vụ cháu nhiều hơn là cháu phục vụ ba mẹ. Từ từ từ, nó phục vụ ngược lại. Thì mình giờ mình còn khỏe, còn trẻ thì còn làm được thì cũng phụ cho các con. Chứ còn sau này thì mình lại phải dựa dẫm chúng nó. Dạ, yeah. Rồi em có dự định khi nào sanh em bé chưa? Dạ có, em dự định già là sang năm. Chắc mẹ cũng nôn cháo dữ hay mong ghê lắm. Trời, cái chuyện vợ chồng nó cũng cái gì cũng mẹ không. Đến lúc thả có bầu hay không mà con bé mẹ ơi, hay chồng con thả nha mẹ. Dễ hả? Mẹ ơi, mẹ kêu chồng con thả cho con có bầu với mẹ. Ủa? Bình thường là em ở chị làm mấy chương trình rồi đó, là nàng dâu luôn giữ mình, tức là chưa có muốn đẻ liền đâu. Mà biết sao không?
chồng thì nó kỹ tính lắm, ý là nó chích ngừa hết các cái thứ thuốc để cho ngừa phòng sau này có em bé đó. Dạ. Nên là nó chưa muốn thả, nên là tới hồi nó đi hai đứa đi xét nghiệm về rồi cuối cùng nó khỏe rồi, được rồi, nó mời, nó mừng, nó cười rồi nó ôm mẹ nó, mẹ thế chồng muốn thả để cho con có con, mong muốn chết. Bác sĩ bảo là phải ngừa mấy tháng á rồi mới để cho có thai, cái sau ngừa xong mấy tháng đó rồi con bảo mẹ là nói với chồng con là để thôi thả. Giờ anh chịu thả chưa? Dạ chịu. Ở nhiều khi nghĩ con nít lắm quá trời. Đúng rồi. Cái gì của mẹ nít mà. Bao lâu về nhà mẹ ruột một lần? Dạ tại vì lúc trước thì mỗi tuần con mỗi về, còn nay là một tuần con ở nhà mẹ chồng, một tuần con ở nhà mẹ ruột. Ôi sao ở tại vì lúc cưới về vừa tròn một tháng là ba em mất nên em về ở với mẹ. Cũng tội nghiệp cho hai cháu là anh Phui cũng cưới được một tháng là anh mất. Thì bên bà nội bà ngoại cũng xin phép là vợ chồng tôi là cho cháu vào bển ấy, cho ba cho mẹ bà đỡ đỡ buồn. Cũng thông cảm thì cho cháu nó về dưới đấy một tuần rồi về trên nhà mình một tuần. Thôi vậy cũng được ha. Rồi từ từ đó cho mẹ mẹ đỡ buồn. Thì nhà có mình cháu à? Con một luôn hả? Dạ đúng. Có bao giờ con buồn vì mẹ chồng một điều gì không? Dạ chưa. Tại lúc trước mà gần cưới con cũng nói với mẹ là vì con còn nhỏ nên con cũng chưa biết điều lắm. Con về con có làm sai gì hay là làm mẹ buồn gì thì mẹ cứ nói với con. Vậy là con biết điều rồi đó con. Có nhiều người ta không nói được câu đó đó. Như vậy là con đã trưởng thành rồi đó. Hôm nay chồng con cũng có gửi cho con một bức thư. Thế mẹ con bức thư để chú lên đọc thử coi sao nha. Kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, tôi tên là Vũ Tuấn Anh, năm nay 28 tuổi. Hai vợ chồng cũng mới kết hôn được hơn 3 tháng. Trời ơi, mới quá. Vợ tôi vì tuổi cũng còn nhỏ nên cũng không tránh được làm mẹ tôi buồn. Có lần mẹ tôi gọi tôi lại nói, sao không nhắc vợ con sáng dậy phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn giúp mẹ. Tôi nghe xong cũng biết là mẹ cực khổ bao năm qua, rồi giờ cũng cần người san sẻ bớt gánh nặng đó. Nhưng vì vợ tôi đi làm bằng xe buýt cũng khá sớm nên cũng khó dậy sớm để phụ mẹ được. Vì không muốn mẹ buồn, vợ phải vất vả nên tôi cũng ráng dậy sớm để có thể phụ mẹ giúp vợ. Thông qua chương trình tôi muốn gửi đến vợ và mẹ một vài lời. Mẹ ơi, con biết á là mẹ chịu vất vả đã nhiều năm qua rồi. Con và vợ con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để gánh nặng trên vai của mẹ vơi đi. Còn em, vợ bé nhỏ của anh, có thể anh và em chưa thể hiểu hết về nhau, nhưng rồi chúng ta vẫn về chung một nhà em à. Vì không ai sinh ra là hợp nhau cả, nhưng anh và em sẽ cùng nhau chia sẻ công việc cũng như tâm tư tình cảm của gia đình và của chúng ta, luôn vui vẻ hạnh phúc để chúng ta hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn em nhé. Thấy chồng con nói gì có đúng không? Dạ đúng. Tại có lần xe buýt nó chạy sớm á, thì cái con dậy chỉ kịp thay đồ đi làm thôi, không có phụ mẹ. Cũng vất vả con nhỉ? Dạ. Vừa phải đi làm bằng xe buýt, xa không con? Dạ cũng xa. Mấy giờ con phải dậy rồi? Có bữa 4:30, có bữa thì bữa nào mà thì con nghỉ ngủ tới 5 giờ con mới dậy. Vậy thì cũng sớm lắm rồi, thì cũng không có thời gian để phục vụ làm việc gì đâu. Rồi sau này con phải tính khi mà có con nữa thì lại càng vất vả gấp đôi nữa. Chính vì thế chúng ta nên chuẩn bị tinh thần và học hỏi thêm nhiều nữa, cố gắng nhiều hơn nữa. Bây giờ con muốn nói với mẹ điều gì không? Con nói với mẹ là con thương mẹ. Sau này nếu như con không biết gì thì mẹ cứ dạy con, mẹ đừng có giữ lúc lòng con không biết. Nào, đúng vậy. Lúc nào mẹ cũng thương con hết lòng luôn. Vậy nào. Mẹ cũng chỉ mong con hiểu biết chút về trưởng thành chút. Vì mẹ có sai trái thì mẹ nói thì con đừng có tự ái. Dạ. Những sao mẹ con mình sống tình cảm, gia đình mình tươi trẻ hạnh phúc với mẹ mừng. Được rồi. Dạ. Mong cho các con hạnh phúc và mừng. Gửi tặng một kỷ niệm cho gia đình. Thay mặt chương trình, xin gửi gia đình mình phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Diary. Calosure, tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin gửi tặng cô. Cảm ơn cô và em đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn chương trình nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Đúng rồi nha. Dạ. Mục tiêu là hạnh phúc, hãy hướng tới điều đó.